Bỏ chén bát vô, nhấn nút nguồn, nhấn nút chạy, xong. Đó là cái khâu rửa chén nhà mình đó. Quá nhàn các bạn thấy không? Cái máy rửa chén nhà mình đang dùng tên là Junger và mã hiệu là DWG450. Lý do mình chọn cái máy này á, tại vì nó không quá to. Nhà mình chỉ có hai người thôi, mình không cần một cái máy quá to. Ngoài ra thì thiết kế của nó rất là đẹp, để vào cái căn bếp của mình nó hợp. Điểm mình thích ở cái máy này á, là nó đủ rộng, nó có thể chứa được 10 bộ chén dĩa. Nhưng mà nếu các bạn coi theo cái số 10 đó thì sẽ khó canh lắm. Mình thì mình canh theo cái lượng son, nồi, chảo mà bình thường mình sẽ cần để nấu ăn. Một cái máy rửa chén thì nó không chỉ dùng để rửa chén mà nó còn rửa được son, nồi, niêu, chảo nữa nha các bạn. Mà bình thường mình cũng chẳng phải chọn chế độ nữa, mình cứ để mặc định chế độ Eco, nó chạy tầm 3 tiếng là xong. Còn nếu các bạn muốn nhanh, nó có chế độ 90 phút nữa thì nó hơn hao điện hơn một chút. Mình đã test cái máy này rồi thì nó chỉ hao 2.400 đồng điện cho cái chế độ rửa nhanh 90 phút mà thôi. Mình xài cái máy này thì nó khá là cơ bản thôi, nó không phải là tính năng gì quá đặc biệt nhưng mà mình rất là hài lòng. Nó làm đúng những gì mà mình kỳ vọng một cái máy rửa chén có thể làm được. Cơ bản là cái chuyện đứng rửa chén bằng tay là một cái chuyện rất là chán. Mình cảm thấy chẳng có vui vẻ gì khi mà mình phải đứng rửa chén hết.